Ngay từ lúc nhỏ tôi đã rất đam mê vẽ tranh. Vì thế, lên cấp 2, tôi bắt đầu tham gia rất tích cực vào các cuộc thi vẽ. Lên cấp 3, tôi vào học trường nghệ thuật và tốt nghiệp khoa tạo hình thẩm mỹ. Lên đại học, tôi tiếp tục học và đã tốt nghiệp chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ tại trường đại học Đông Đúc. Sau này, tôi bắt đầu có mối quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực làm đẹp, nên đã theo học về phun xăm thẩm mỹ. Tôi đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo cấp cao nhất chuyên ngành phun xăm thẩm mỹ quốc tế tại Đại học Quốc Min. Sau đó, tôi đã tham gia cuộc thi nghệ thuật thân thể quốc tế International Body Art Contest và đoạt giải xuất sắc. Và tôi bắt đầu quan tâm thêm đến lĩnh vực chăm sóc và làm đẹp da. Tôi đã đạt được chứng nhận cấp quốc gia về làm đẹp da tại Hàn Quốc. Đối với tôi, đó là công việc mang đến niềm vui và rất đáng tự hào. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng đây là công việc sáng tạo, biến không thành có. Cụ thể là khi mọi người muốn mình trở nên đẹp hơn, họ thường nghĩ tới phẫu thuật thẩm mỹ hay phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, việc phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là việc giúp cho người đó xinh đẹp hơn mà còn xoa dịu cả những phiền muộn trong lòng họ nữa. Chẳng hạn như trước đây, từng có một người bị bệnh ung thư tìm đến tôi. Lông mày của cô ấy dường như không còn một chút nào cả. Khi đi tới bất cứ đâu, cũng bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của mọi người không hiểu vì sao cô ấy lại không có lông mày. Thực sự thì điều đó khiến cho cô ấy cảm thấy rất tự ti. Sau khi được tôi thực hiện phun xăm thẩm mỹ, thì cô ấy đã có bộ lông mày trông rất tự nhiên. Từ đó, trông cô ấy lúc nào cũng tự tin. Và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Vì lẽ đó mà đây là công việc đem đến cho tôi sự hưng phấn và đam mê. Nó khiến tôi cảm thấy rất tự hào khi làm việc. Tôi làm công việc này cũng được khoảng 6 năm rồi. Tôi cho rằng điều quan trọng không phải là số năm thâm niên tôi có được, mà trong khoảng thời gian đó, tôi đã thực hiện phun xăm thẩm mỹ cho bao nhiêu khách. Tôi đã phun xăm cho rất nhiều khách hàng người Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc đã có nhiều khách nước ngoài như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Canada, Mông Cổ, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines tới để sử dụng dịch vụ của tôi. Tôi cũng hay tới Việt Nam hoặc Trung Quốc để phun xăm thẩm mỹ cho khách. Với kinh nghiệm làm đẹp cho rất nhiều khách hàng từ nhiều nước như vậy, khoảng hơn 10.000 người, tôi hoàn toàn tự tin sẽ mang lại sự hài lòng cho bất kỳ ai sử dụng dịch vụ của tôi.